Chương trình truyền hình Việt Nam Phồn Hoa Thịnh Đốn xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục phóng sự tuần này, xin mời quý vị theo dõi phóng sự buổi dạ tiệc gây quỹ giúp các nhà đấu tranh trong nước do cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia đã được tổ chức vào ngày 20 tháng 5 năm 2017 lúc 7 giờ tối tại nhà hàng Thần Tài, 6249 Arlington Boulevard, Falls Church, Virginia. Sau đây xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh mà chúng tôi đã ghi nhận được. Đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam. Bây giờ chúng tôi xin mời chị trưởng ban tổ chức là chị Minh Nguyệt lên có lời khai mạc buổi tiệc tối nay. We would like to thank you for being here together to send a message that we care. Many Vietnamese are living in poverty and sickness and are incarcerated for speaking up for justice, freedom of religion, and a decent existence. Through the perilous fight, all the ramparts we watched were so gallantly streamed. Cùng sông pha khói đen làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền cho thầy phơi trên gươm đao đàn pha vẽ vàng đời sống xứng danh nghìn năm hùng đông là thòng. Thưa tất cả quý vị, cái lời nói đầu tiên của chúng tôi vô cùng cảm động được quý vị đáp ứng cái lời mời của cộng đồng Việt Nam đến ngày hôm nay để chúng ta đóng góp một cái phần nhỏ cho những người đang đấu tranh ở bên quê nhà, cho những lương dân vô tội đã bị Cộng sản đánh đập vì chỉ vì họ đòi hỏi cái quyền sống, chỉ vì họ bị Formosa tàn hại, họ không có đồ ăn thức uống. Trước cái cảnh khổ đó, chúng ta thấy ở trên Internet, chúng ta thấy ở trên truyền hình, chúng ta thấy ở trên truyền thông. Thưa quý vị, chúng ta không thể làm ngơ. Ngày hôm nay chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý vị đã đáp ứng lời mời của cộng đồng, mà chúng tôi biết rằng trong mấy tuần lễ gần đây đó, các sinh hoạt của các hội đoàn liên miên, bất tận tuần nào ở đâu cũng có khách, tuần nào cũng có khách. Mà hôm nay quý vị cũng cố gắng để đến với cộng đồng, thì chúng tôi thấy rằng đồng bào ở bên quê nhà rất được an ủi và rất được phấn khởi. Nhưng mà thưa quý vị, đây là một cái trường hợp đặc biệt. Nếu mà chúng ta xin tiền của quý vị thì làm sao chúng ta chuyển về? Đó là vấn đề. Thì chúng tôi xin thưa như thế này: trước khi chúng tôi được làm chủ tịch cộng đồng để mà phục vụ quý vị, cá nhân chúng tôi hàng tháng đều bỏ tiền ra đóng góp ngầm cho một số những người đấu tranh ở bên quê nhà. Và hôm nay chúng tôi có mời những cái người đấu tranh nó đến đây để họ chứng kiến cái cảnh mà mình xin tiền cô bác và họ nhận cái đồng tiền đó và họ chuyển ngầm. Thì họ đã đề nghị một người rất là đứng đắn và cái người đó sẽ đại diện cho họ để nhận cái số tiền của cộng đồng. Và cái người đó là, thưa quý vị, không ai xa lạ khác hơn là Dr. Nguyễn Mậu Trinh. Ông là hội trưởng hội cao niên và ông đã chấp nhận cái lời đề nghị của những cái người giúp đó. Thành ra bây giờ chúng tôi xin mời ông Nguyễn Mậu Trinh. Chúng tôi có một người bạn thân là nhà báo Nguyễn Tuyển. Anh nhà báo Nguyễn Tuyển này năm 1972 trong mùa hè đỏ lửa, nhà báo Nguyễn Tuyển cùng nhà báo Dương Phục mượn xe jeep của quân y nhà dù chúng tôi để đi ngược đường với đoàn người chạy loạn từ Quảng Trị. Trên đoạn đường sau này chính anh đặt tên là Đại Lộ Kinh Hoàng. Đến khi định cư tại Hoa Kỳ, anh dành nhiều nỗ lực hướng về quốc nội. Anh được sự tín nhiệm của nhiều hội đoàn, của nhiều cá nhân, trong đó có hội đoàn như là Họp Bàn Dân Chủ, có hội đoàn như là Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam. Ngay nhiều cá nhân như anh Cường, cá nhân chúng tôi đóng góp
và càng làm việc anh càng thấy công việc nó còn khó khăn. Mà trước đây mà mấy hôm, mấy vài tuần thì đúng, anh có gọi chúng tôi cho hay về việc cộng đồng ở đây với anh Chủ tịch Đinh Hồng Cường có gây quỹ và muốn mời anh tuyển sang đây để nhận số tiền đó. Nhưng mà cuối cùng anh tuyển nó bận. Thứ nhất là bận, thứ hai anh bảo gây tốn kém, không đáng. Thì thế cho nên anh thu xếp để cho anh Đinh Hồng Cường, Chủ tịch, trao cái sách cho tôi vào tay trái và tôi sẽ gửi tay phải qua cho anh tuyển. Kính thưa quý vị, công việc chỉ có thế thôi. Nhân tiện, cái mạng lưới nhân quyền cũng có cái quà cho anh Chủ tịch cộng đồng. Đây là cái báo cáo về tình hình nhân quyền Việt Nam trong năm 2016-2017. Nếu quý vị có muốn biết thì có thể vào cái trang nhà của Vietnamhumanrights.net để biết cái tình trạng rất là nặng nề dưới một cái chế độ mà chúng ta quen thuộc, biết rõ là ác với giặc, hèn với giặc, ác với dân. Chứ chúng ta ở đây, riêng là chúng tôi rất là cảm xúc, sẽ thấy sự hiện diện của quý vị và nhất là cái sáng kiến của Đinh Hồng Cường, Chủ tịch Cộng đồng có sinh hoạt ngày hôm nay. Xin cảm ơn Đinh Hồng Cường. Vietnam, and I think that when a government does not care for its people, that government needs to change. And we've seen that here in the United States with in November, there were people, many people, mostly Republicans, who felt that the government was not taking care of the people. And that's why Donald Trump is president today. And to stand in solidarity with our Vietnamese community and all Vietnamese people around the world to denounce the horrible things that are taking place with the disrespect to human rights and freedom of worship, freedom of religion. Chúng ta được biết trước nguy cơ mất nước vào tay Tàu Cộng và dưới bàn tay sắc máu của Cộng sản Việt Nam, hèn với giặc, ác với dân, đang thống trị đất nước ta, chúng đã nhẫn tâm đàn áp dã man. Chúng bắt bớ, giam cầm, bỏ tù những người dân can đảm dám đứng lên đòi tự do, dân chủ, nhân quyền cho 90 triệu đồng bào trong nước, đó là các nhà đấu tranh dân chủ quốc nội. Hôm nay, cộng đồng Việt Nam vùng qua Thịnh Tốn và phụ cận đứng ra tổ chức đêm gây quỹ để gửi về yểm trợ cho các nhà đấu tranh dân chủ nói trên. Gia đình Mũ Đỏ miền Đông Bắc Hoa Kỳ, ông Chủ tịch Minh cho $100. Gia đình Không Quân, ông Chủ tịch Không Quân của miền Đông Bắc Hoa Kỳ cũng cho $100. Và chị Bích Duyên cho $50. Đăng Xin Nguyễn rất là đa tạ. Bởi vì quý vị cho là vì cái sự xin xỏ của Đăng Xin Nguyễn, xin đa tạ nhiều lắm và cảm ơn quý vị. Chúc quý vị ngon miệng ngày hôm nay. Một người bạn của Minh Nguyệt ở trong bàn của Minh Nguyệt ủng hộ $100 nhưng mà giấu tên, không muốn nói tên. Xin cảm ơn người bạn thân mến từ thuở còn trung học. Ông bà Nguyễn Đức Thụy ủng hộ $300. Ông Tô Mát Phạm ủng hộ $100. Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu ngăn bước tôi trong giặc cầu ngoại xâm? Xin hỏi anh ở đâu, sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi?
anh ở đâu? Sao đan tâm lòng tay sai cho tàu? Để ngàn sau ghi dấu, bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào? Chương trình truyền hình Việt Nam Vùng Hoa Tịnh Đốn xin trân trọng thông báo, tại quận hạt Fairfax băng tầng 30, chương trình sẽ được chiếu vào những ngày sau đây. Chủ nhật, chương trình tin tức và phóng sự cộng đồng sẽ chiếu vào lúc 7 giờ đến 8 giờ tối. Chương trình phỏng vấn và tìm hiểu sẽ chiếu vào lúc 8 giờ tối đến 8 giờ 30. Ngày thứ hai, chương trình phỏng vấn sẽ chiếu vào lúc 6 giờ đến 6 giờ 30 chiều. Thứ ba, chương trình tin tức và phóng sự cộng đồng sẽ chiếu vào lúc 12 giờ đến 1 giờ sáng và chương trình phỏng vấn tìm hiểu sẽ chiếu vào lúc 1 giờ đến 1 giờ 30 sáng. Ngày thứ tư, chương trình tin tức và phóng sự cộng đồng sẽ chiếu vào lúc 2 giờ đến 3 giờ trưa. Thứ năm, chương trình tin tức và phóng sự cộng đồng sẽ chiếu vào lúc 6 giờ đến 7 giờ chiều. Chương trình phỏng vấn và tìm hiểu sẽ chiếu vào lúc 7 giờ đến 7 giờ 30 chiều. Tại quận hạt Arlington trên băng tầng 69, chương trình sẽ được chiếu vào những ngày sau đây. Thứ hai, chương trình tin tức và phóng sự cộng đồng sẽ chiếu vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 30 chiều. Chương trình phỏng vấn và tìm hiểu sẽ chiếu vào lúc 6 giờ 30 đến 7 giờ chiều. Thứ sáu, chương trình tin tức và phóng sự cộng đồng sẽ chiếu vào lúc 10 giờ đến 11 giờ sáng. Và chương trình phỏng vấn tìm hiểu sẽ chiếu vào lúc 11 giờ đến 11 giờ 30 trưa. Chúng tôi xin lưu ý quý khán thính giả và xin trân trọng kính chào quý vị. Không, chủ tịch tương lai nè. Truyền hình Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn, chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là buổi tối Chủ nhật ngày 28 tháng 5 năm 2017. Tại nhà hàng Harvest Moon có buổi
sinh hoạt của Hội Đồng Hương Quảng Trị để kỷ niệm 25 năm thành lập hội. Thưa quý vị, những điều xảy ra ở tại tỉnh Quảng Trị cách đây 45 năm chắc là tất cả chúng ta đều biết. Và hôm nay, ban tổ chức đã tổ chức ra cái buổi sinh hoạt này để kỷ niệm cũng như đã quy tụ rất đông thân hữu, đồng hương và đại diện các hội đoàn ở trong vùng đến tham dự. Thưa quý vị, đồng thời trong thời điểm này cũng là thời điểm của ngày lễ chiến sĩ trận vong. Ngày mai này ở tại Washington DC sẽ có cuộc diễn hành để kỷ niệm ngày chiến sĩ trận vong Memorial Day. Thưa quý vị, hàng năm rất đông tất cả những người Hoa Kỳ cũng như là các sắc dân khác đã tề tụ về Washington để chứng kiến cái buổi lễ này. Thưa quý vị, buổi lễ rất là đặc biệt, nếu quý vị đã có từng đi tham dự sẽ biết. Thì cũng có một cách đây một hai hôm đã có cái đoàn Rolling Thunder họ đã về đây và chúng tôi tin chắc rằng năm nay sẽ rất là đông bởi vì có những cái thay đổi trong cái vấn đề cung cấp dịch vụ cũng như là để ghi ơn những người chiến sĩ đã hy sinh cho quốc gia, cho tổ quốc. Thưa quý vị, thì ngày mai này là sẽ từ 10 giờ sáng là sẽ có xe bus đưa đồng hương đi lên trên Washington để tham dự diễn hành và do Liên hội Cựu chiến sĩ tổ chức. Hôm nay Hội Đồng Hương Quảng Trị tổ chức như vậy cũng là một điểm rất là có ý nghĩa trong cái dịp mà lễ chiến sĩ trận vong. Thưa quý vị, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được trong cái buổi sinh hoạt này. At the twilight last gleaming, Gabriel through the night, that our flag was still there. Khi tương lai quốc dân cùng sống và khởi lên, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền, dù cho thấy phơi trên thương gia. Của tưởng niệm đau buồn đã qua. Một lần nữa, Hội Đồng Hương Quảng Trị xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị, quý thân hữu, đồng hương đã yểm trợ tích cực cho Hội Đồng Hương Quảng Trị cùng Hoa Thịnh Đốn tổ chức thành công mỹ mãn để tưởng niệm đàn nhân cộng sản trên đại lộ Kim Hoàng Quảng Trị mùa hai đầu lửa năm 1972. Quảng Trị địa đầu giới tuyến DMG, ai còn ai mất ai đi phương nào. Thưa quý vị, nơi phương Tây này, Hội Đồng Hương Quảng Trị vùng Hoa Thịnh Đốn, phụ cận được thành lập năm 1992 đến 2017 vừa tròn 25 năm. Hội Đồng Hương Quảng Trị vùng Hoa Thịnh Đốn xin chân thành chào mừng sự hiện diện đông đủ của quý vị, đặc biệt là lớp trẻ kỳ vọng tiếp nối bước đi của cha ông đến với dạ tiệc mừng 25 năm của hội hôm nay. Và tờ đặc sản Quảng Trị, Hội Đồng Hương Quảng Trị đã liên tục thực hiện trong hơn 16 số, 25 năm với 16 số đặc sản, là một cố gắng rất lớn của Ban Chấp hành Hội và Ban Báo chí của Hội. Đây là một cố gắng của Hội và cũng là một điều rất hiếm hoi của các hội ở trong vùng Hoa Thịnh Đốn chúng ta. Đón nhau đi, anh đưa em về sau đi. Người đã đến như ánh mặt trời, chiếu tia nắng rạng rỡ.
sẽ về Đông Hà, ta sẽ về Gia Linh, giành lại đất quê hương xây bằng nước mắt, giành lại đất quê hương tháng năm hồ hồi. Ta sẽ về Cam Lộ, ta sẽ về Triều Phong, bằng con tiếng lửa cháy, bằng bàn tay diệt lại, bằng hơn cả ngàn đời Gia Linh ơi. Tôi qua lấy chồng mang về, ai ai đánh tôi à, kính thưa tất cả quý vị, đầu tiên thì chúng tôi xin được cảm ơn ban tổ chức để cho chúng tôi vài phút để tuyên truyền tất cả quý vị, và chúng tôi xin chúc mừng Hội đồng Hương Quảng Trị 25 ngày kỷ niệm 25 năm thành lập. Chúng tôi cũng mong rằng Hội đồng Hương Quảng Trị sẽ tiếp tục sinh hoạt nhiều năm nữa trong tương lai. Và thưa tất cả quý vị, vui chơi thì không quên nhiệm vụ. Chúng tôi xin được thưa với quý vị là cộng đồng sẽ tổ chức một buổi biểu tình ở ngoài White House vào ngày 31 của tháng 5 2017, và sẽ có xe đưa tất cả quý vị đến nơi biểu tình cũng như đi về. Vì vậy cho nên chúng tôi lên đây và xin thưa với tất cả quý vị, và chúng tôi xin mời, trân trọng kính mời tất cả quý vị hết lòng ủng hộ và tham dự cuộc biểu tình chống Nguyễn Xuân Phúc sẽ đến Hoa Kỳ vào ngày 31 tháng 5 sắp tới đây, thưa quý vị. Ăn bộ mà xuống luôn là hoa, là hoa. Đất mềm mà không đau là hồ, là quan. Đất mềm mà lấy mời mà không đau là hồ, là quan. Cơ chế mà đất cứng là hoa. Kính thưa quý khán thính giả, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị, đây là ông hội trưởng của Hội Đồng Hương Quảng Trị, ông Nguyễn Xuân Vân. Thưa quý vị, mời quý vị nghe vài phút nói chuyện của chúng tôi. Dạ, thưa chào ông Vân. Dạ, xin chào chị. Thưa ông Vân, cách đây cũng hồi tháng 4, là ngày 15 tháng 4, Hội Đồng Hương Quảng Trị có tổ chức một ngày tưởng niệm cho đồng tất cả những đồng bào mà ở Quảng Trị đã bị thiệt mạng trong cái vụ trên con đường, trên đại lộ Kinh Hoàng. Thưa, cũng đã được rất thành công và rất là cảm động. Thưa, ngày hôm nay để kỷ niệm 25 năm thành lập hội, xin ông nói qua về cái sinh hoạt của hội từ trong vòng 25 năm. Dạ, thưa chị, Hội Đồng Hương Quảng Trị thành lập năm 1992, mùa xuân năm 1952, đến hôm nay là 25 năm. Trong suốt 25 năm qua thì hội cũng sinh hoạt như là tổ chức mừng Tết cổ truyền, rồi tổ chức picnic để cho bà con có cái dịp gặp gỡ nhau. Và đặc biệt năm đây là 2017 là hội tổ chức cái lễ tưởng niệm đại lộ Kinh Hoàng, cái nạn nhân của Cộng sản tại Quảng Trị năm 1972. Và cũng là hôm nay tại đây hội lại tổ chức cái lễ tưởng niệm 25 năm ngày thành lập hội. Thì chúng tôi có cái hội được thành lập vì có hai cái mục đích. Là thứ nhất là để cái tiết động hương nhớ lại quê hương làng xóm. Cái thứ hai là giữ gìn lại cái văn hóa dân tộc của Việt Nam mình ở hải ngoại để cho con em mình khỏi việc mai một phải khỏi quên đi. Dạ. Yeah. Thì đó là mục đích của cái Hội Đồng Hương Quảng Trị. Dạ. Yeah. Nhưng ngày hôm nay đó thì theo như cũng nhằm trong cái tuần lễ mà của lễ chiến sĩ trận vong. Thưa, cái ngày mình tổ chức đây với lại ngày hôm nay đã, có phải là cái ban tổ chức có một cái ý nghĩ gì để mà tổ chức nhằm trong cái thời điểm này? Dạ, yeah, đúng như vậy. Bởi vì cái mặc dù là kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội Đồng Hương Quảng Trị, cũng là cái để mà tưởng nhớ lại những cái chiến sĩ trận vong đã Mỹ Việt đã hy sinh cho đất nước Việt Nam, bảo vệ cái chiến thể Việt Nam tự do, thì cũng là cái nhân cái dịp này để hồi tưởng lại, để tưởng nhớ lại cái công ơn của các chiến sĩ Việt Mỹ đã hy sinh cho đất nước Việt Nam. Dạ, cảm ơn. Vậy là có rất là ý nghĩa. Chúng tôi nghĩ phải có cái nguyên do chứ không phải là làm trong cái tuần lễ này, nhưng mà ông đã trình bày là có cái mục đích. Thưa, trong cái số quan khách thân hữu đến tham dự thì cái cảm nghĩ của một vị hội trưởng của Hội Đồng Quân Hương Quản Trị khi mà tổ chức cái sinh hoạt này thì ông nghĩ gì? Dạ thưa chị, chúng tôi thấy rằng là ở cái tin đồng hương của Quảng Trị đã gắn bó nhau từ lâu rồi. Nhưng mà ở đây cái Quảng Trị chúng tôi lại được cộng đồng Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn rất là thương mến. Do đó mà chúng tôi tổ chức cái lễ tưởng niệm đại lộ Kinh Hoàng rất là thành công. Và hôm nay cũng là ngoài cái đồng hương ra là có rất nhiều thân hữu của Quảng Trị, của trong cộng đồng, các hội đoàn đều có về tham dự với chúng tôi. Và cũng có một số là bà con đồng hương ở các tiểu bang khác đến, và cũng có đồng hương ở
từ Việt Nam sang dự hôm nay. Dạ. Dạ, chúng tôi rất là vui mừng là được sự hưởng ứng và ủng hộ của bà con đồng hương, của Hội Đồng Hương Quảng Trị chúng tôi. Kính thưa quý vị, trong buổi sinh hoạt hôm nay có sự có mặt của một vị mà nói ra chắc quý vị cũng rất là ngạc nhiên và thấy rằng một điều đặc biệt, đó là ông Trần Đạo Đông, cựu chủ tịch tỉnh Quảng Trị. Dạ, thưa xin chào ông Đông. Dạ, thưa xin thưa ông, trước khi mình hỏi qua những cái sinh hoạt ở tại nước tại hải ngoại ở tại Hoa Kỳ này, xin ông nói về cái quá khứ một chút trước năm 1975. Dạ. Trước năm 75 hả? Dạ, thưa cho. Dạ, trước năm 75 á, dạ. Thì tôi là gốc là bên nhà giáo. Dạ. Rồi sau khi năm 70 thì tôi qua bên Hội đồng tỉnh và làm chủ tịch Hội đồng tỉnh cho đến năm 75 luôn. Và trong cái thời gian mà chúng tôi làm ấy, thì có nhiều cái biến cố, nhất là biến cố năm 72. Thì chúng tôi là phối hợp với chính quyền tỉnh để lo dân cho ở các trại tị nạn trong Đà Nẵng. Và cùng với hợp tác với là theo chỉ thị của Phủ Quốc Phục Khánh ấy, là chúng tôi đưa dân đi toàn khắp ở các trong miền Nam, trong Long Khánh, rồi Nha Trang, rồi Đồng Đền, nghĩa là Phước Tuy, nghĩa coi như tất cả các cái khu định cư đều là chúng tôi là phối hợp với bên chỗ phụ của Phục Khánh để đưa dân đi. Thưa khi mà xảy ra biến cố của Đại lộ Kinh Hoàng năm 1972, thưa ông nhớ lại thì như thế nào? Ông nghĩ cái tâm trạng mà bây giờ mình ngồi nhìn lại các quá khứ? Cái biến cố mà năm 72 á, thì sự thật á, thì các bà chị đã nói rất là nhiều đầy đủ lắm rồi. Cá nhân tôi, chúng tôi thì chúng tôi khi đó là cũng là vừa chạy vào chạy ra, đến khi mà dân mà chạy vô Đà Nẵng thì chúng tôi buộc lòng phải đi theo dân để vô lập các cái trại tị nạn đó. Do sự yểm trợ của Phủ Quốc Phục Khánh và các đơn vị của quân đội cũng như là chính quyền. Tức là ông cũng có mặt trong cái dạ, có mặt hết. Hành trình mà trên con đường Đại lộ Kinh Hoàng. Dạ. Dạ vâng. Thưa ông, thì hiện tại bây giờ hôm nay ông đến đây chắc là sẽ đã gặp lại những người quen cũ hay là những người mà đã từng ở Việt Nam mà ông đã làm việc chung, hoặc là và đặc biệt là ông thấy cái khung cảnh hôm nay như thế nào? Yeah. Nói chung lại thì trong cái buổi họp mặt hôm nay thì vì đây là dân Quảng Trị cho nên tôi đã làm việc Quảng Trị quá lâu năm cho nên toàn đa số cũng quen nhiều lắm. Ông thì, tâm trạng của ông như thế nào? Tâm sự tôi nói thật á, là tôi qua đây tôi cũng làm hội trưởng của một hội Quảng Trị ở Phi La một thời gian cũng 8 năm. Mà tất cả các cuộc sinh hoạt của hội Quảng Trị ở các nơi là chúng tôi thường có tham dự, bởi vì tôi có nhiều cái liên hệ với Quảng Trị rất nhiều và sống nhiều với người dân Quảng Trị. Thưa như vậy hiện tại ông đang cư ngụ ở tại Phi La? Dạ, bây giờ là tôi đang ở tại Phi La. Từ Phi La xuống đây. Dạ, từ Phi La chúng tôi về đây. Dạ, dạ. Dạ, tôi cảm ơn ông Đông rất là nhiều. Dạ, rất là mừng khi ông có mặt. Dạ, xin cảm ơn. Dạ. Kính thưa quý vị, đây là ông Lê Ngọc Kha về từ Boston để tham dự cái buổi họp mặt của Hội Đồng Hương Quảng Trị. Dạ, xin chào ông Kha. Dạ, cảm ơn chị. Kính thưa toàn thể quý vị. Dạ, rất vui vẻ chị. Vì sau bao nhiêu năm xa cách, về đây gặp lại những nét mặt quen thuộc, chúng tôi rất là xúc cảm và phải nói là một dịp hiếm có. Thưa, ở Quảng Trị trước năm 75 cũng như là năm 1972, là lúc đó ông đang ở đâu? Thưa, tôi ở tiểu đoàn 10 chiến tranh chính trị. Rồi tôi sau tôi được về Sài Gòn và làm về hành chính ở đó và cũng được giữ lại làm một thời gian rồi cũng đi qua Mỹ. Ông hôm nay gặp lại những người quen cũ, ông nghĩ sao? Dạ, rất vui chị, và phải nói là xúc động gặp nhau tái bắt mặt mừng, phải nói là một dịp mà có thể ngàn năm một thuở chứ không phải. Thưa ông, như vậy ông sang Mỹ là lúc bao nhiêu năm nào ạ? Tôi sang Mỹ 1993. Như vậy là ông có phải bị đi bắt, đi vào trong trại tù của Cộng sản? Nói cho đúng thì tôi cũng được may mắn là làm về hành chính nên tôi không đi học tập. Dạ, nhưng mà cũng đi theo diện nhờ con vượt biên vào lần qua chứ mà đâu. Dạ.
Cảm ơn ông rất nhiều và chúc ông một buổi tối vui. Dạ, cảm ơn chị Phương Vân.